danh ở Bình Phước, nhưng mà nay em về Sài Gòn rồi. Em tới thiền đường đây là lần thứ 6 rồi. Nhưng mà khi em tới đây thì em cũng vui, mà khi em ra về thì em cũng có cảm xúc là muốn ở lại thôi, ở đây không muốn về. Nhưng mà giờ phải rời ra Minh Sư, rời xa quý sư huynh, nên chị em cũng cũng buồn, nhưng mà em cũng phải ra về. Hẹn ngày em sẽ gặp lại sớm nhất, gặp Minh Sư, gặp sư huynh. Rồi em chúc Minh Sư Roma của chúng ta thì sư huynh mãi mãi khỏe mạnh. Em là Trần Thị Ngọc Tuyền ở Bình Phước. Thì hôm nay là em đến thiền đường Trang Mai này để cùng gặp Minh Sư, cùng các sư huynh và các đồng tu. Thì để dự một cái lễ bế quan. Thì hôm nay thì mỗi lần đến đây thì mỗi cảm xúc khác nhau. Lúc tới thì rất là vui, nhưng mà khi về thì nó có một cái gì đó rất là liên tiếp. Có nghĩa là mình cảm thấy rất là bồi hồi. Thì nói chung là giờ không biết nói gì, thì chỉ có là biết chút là Minh Sư cùng các vị sư huynh là lúc nào cũng được khỏe mạnh để cùng dẫn dắt các thiền sinh ở đây, để cùng Minh Sư để mình bước trên con đường chánh pháp. Tôi mới thêm thấy được người cha của tôi, thực sự đó là một người cha lo cho con đủ thứ, và đặc biệt là cho chúng tôi một cái tâm linh rất tuyệt vời là chịu khó sống cái đời này để rồi được giải thoát. Với những người mà đã là thiền sinh thì ta cố gắng làm theo lời của cha dạy để chúng ta cùng được vào trong tăng đoàn của cha, để ta cùng xuất gia. Đồng thời là nên cho mọi người biết rằng đây mới thực sự là nơi để tu cho bản thân chúng ta trong cuộc đời này, chứ không phải là đi nghe người ta nói hết chỗ này đến chỗ khác để tu. Thực sự đây mới là chỗ tu chúng ta, để chúng ta giải thoát cuộc đời, trở về với cha già, nơi nguồn cội của chúng ta sinh ra. Với năm mới này thì với là người con thì chúc cha là sống lâu muôn tuổi để mà hành dương chánh pháp, để giúp đỡ chúng sinh ngày càng phát triển. Làm thế nào để đưa toàn bộ dân tộc Việt Nam, đồng thời là các sinh linh ở trên quả địa cầu này được giải thoát theo hướng của chư cụ. Cô là Cao Thị Minh Thủ, nhóm Sài Gòn. Thì qua thời gian vừa rồi là được xuất gia 7 ngày, được ân điển của Minh Sư đã ban tặng cho cô là có nhiều ân điển lắm. Minh Sư luôn luôn quan tâm từ giấc ngủ cho tới ăn uống mọi thứ. Trong cái chuyến xuất gia lần này, cô rất là hạnh phúc, thấy an lạc và bình an. Chứ trở về Việt Nam thì cô rất là xúc động, bởi vì về là luôn luôn nghĩ tới là Minh Sư, Guru, người vua của càn khôn vũ trụ, luôn luôn quan tâm tới tất cả chúng sinh trên toàn địa cầu này. Mà bản thân cô là xúc động lắm. Mà lúc nào ngồi thiền cũng nghĩ tới Minh Sư, là cứ nước mắt cứ rơi ra. Mà trong đợt xuất gia 7 ngày thật là tuyệt vời. Đó là một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời của cô. Thì cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Guru, thì cảm ơn tất cả các thiền sinh nói chung trên toàn thế giới, vùng Đông Nam Á nói riêng, mà tất cả là trong Việt Nam, đã tẩy rửa đi hết mọi nghiệp chướng từ kiếp trước về cuộc đời này. Thật là bình an, sung sướng vô cùng. Cảm ơn Đại sư huynh. Cảm ơn cô rất là nhiều. Em tên là Lưu Lý Hoàng, em sống ở Việt Nam, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Nói chung là cũng rất may mắn là lần đầu tiên được thọ tâm ấn của Minh Sư, cũng ngay ngày 24, ngày Noel, và cũng được là hưởng một cái là Tết Tây cùng Minh Sư. Con là Đoàn ở Hóc Môn, hôm nay là con được ân điển sư phụ cho được xuất gia 7 ngày, con rất là hạnh phúc. Vô cùng là rất mang ơn Minh Sư vô cùng, bởi vì tâm nguyện của con đời đời kiếp kiếp là con được bước vào con đường này, nhưng mà con hôm nay con được bước vô xuất gia 7 ngày cũng là một cái niềm mà hân hạnh, là an ủi cho cuộc đời con. Con rất là đội ơn Minh Sư.
Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn sư huynh. Con rất là sung sướng và hạnh phúc khi con dự thiền thất lần thứ hai. Con không biết nói gì, trước hết con xin kính chúc pháp thể của sư phụ được hương an và con luôn luôn tinh tấn dũng mãnh trên con đường tu học để làm vui lòng sư phụ. Con đến từ Tây Đức. Con được duyên gặp Minh Sư Ruma và được đem tình thương đến cho nhân loại. Con không biết gì hơn thì chúc Phật thể ngài an khang, sức khỏe dồi dào để dẫn dắt chúng sanh đến đường giác ngộ, và tụi con cố gắng tu hành tinh tấn để đem tình thương đến cho nhân loại. Dạ. Con không biết nói gì hơn là rất là sung sướng và mãn nguyện khi được ở bên ngài. Dạ. Dạ, tại vì mỗi một lần mà mình dự khóa bế quan á, là mình quy về một nơi để gặp cha chung, để mà cùng nhau thiền định và cùng nhau thăng hoa trong tâm linh và được minh sư chăm sóc từng ly từng tí, vô cùng hân hoan và vô cùng mãn túc. Khi mình về lại Việt Nam, mình sẽ cùng các đồng tu cộng tu và tu hành cho tinh tấn, cho tốt, để cho đất nước mình mỗi ngày một tươi đẹp, và sẽ chào đón minh sư trở về đất nước mình. Đó là tâm nguyện của tất cả các đồng tu con của Ruma. Kính gửi Minh Sư Ruma, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Công nghệ xin gửi tới Minh Sư Ruma lời chào trân trọng nhất. Là những người làm khoa học và công nghệ, từ nhiều năm nay có cơ hội theo dõi tình hình thiên tai, bão lụt của đất nước cũng như các hoạt động của tăng đoàn trong các thiền đường tại Campuchia, Thái Lan, Lào. Chúng tôi hiểu rất rõ Minh Sư cùng với tăng đoàn của Ngài đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong việc giảm thiểu sức phá hoại của thiên tai đối với Việt Nam, đặc biệt trong năm 2017. Kính thưa Minh Sư, chúng tôi hiểu rằng những điều Ngài và tăng đoàn của Ngài làm trong việc xử lý và đối phó trực tiếp với thiên tai đã khiến cho thiên tai từ nặng trở nên nhẹ, từ nhẹ trở nên nhẹ hơn, là những điều nằm ngoài khả năng của khoa học và công nghệ hiện đại. Nếu như không có sự giúp đỡ của Ngài, chắc chắn sự thiệt hại và mất mát về người và của sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không sống trong vùng bị thiên tai, nhưng chúng tôi vô cùng cảm kích, và tự đáy lòng mình, chúng tôi xin được thay mặt cho người dân Việt Nam gửi tới Ngài lòng biết ơn vô hạn của mình. Kính thưa Minh Sư, từ những dự báo của Minh Sư, chúng tôi được biết rằng vì nhân quả nghiệp chướng, trong năm 2018 đất nước sẽ còn bị thiên tai nặng nề hơn. Về phần mình, chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi mọi người biết yêu thương và hướng thiện nhiều hơn, biết tôn tạo
và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn. Nhưng chúng tôi tin rằng toàn bộ những sự cố gắng đó là chưa đủ. Nếu không có công đức vô lượng và sự hỗ trợ của Minh Sư, vì vậy chúng tôi xin chân thành thỉnh cầu Ngài với tấm lòng từ bi bác ái của một vị Phật tại thế, lại là một người con của dân tộc Việt Nam, một dân tộc vốn đã phải chịu đựng quá nhiều khổ đau. Xin Ngài tiếp tục gia hộ cho đất nước trong năm 2018 và mãi mãi về sau, để cho dân tộc này, đất nước này bớt được thiên tai, khổ nạn, người dân có được một cuộc sống thanh bình và an lạc, quốc gia được sánh vai với các cường quốc năm châu. Một lần nữa, xin cảm ơn Minh Sư và kính chúc Ngài Phật thể an khang, mạnh khỏe. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2018, ký tên Giám đốc Tiến sĩ Nguyễn Minh Việt. Sanh trên thế giới này là vậy, giờ là mang nhiều nghiệp chướng là vậy, không biết ai hòa ai. Phật Bồ Tát hạ phàm xuống nhân gian này mang lớp áo con người, họ không biết ai hòa ai, họ chỉ nhìn bên ngoài thôi, họ nhìn cái người nào mà gọi là trong ngóng đâu thời xa xưa đó, họ nghĩ là chắc Đức Phật hiện ra mặc cái đồ giống vậy đó, cầm bình bát giống vậy đó, hay chưa, rồi bế cái bú tội giống vậy đó, hay chưa, y như vậy đó. Đi phen mắt hí vậy nè, ở đâu làm như vậy, làm y như vậy mới gọi là Phật, hay chưa? Hy vọng mọi người á, khi thấy nghe được những cái lời của sư phụ hoặc là những cái băng đĩa, đừng hoài nghi tới Master Ruma, mà hãy mạnh dạn thử đến với Minh Sư, hãy mở lòng ra và trải nghiệm cái điều đó. Chỉ có mình trải nghiệm thôi, mình mở lòng ra mình trải nghiệm thì mình biết được điều gì thôi, chứ còn đứng ở đó mà cứ sợ sệt cái hoài nghi, thời gian trôi qua thì mình làm linh hồn của mình sẽ không đến được với Minh Sư, rất là tiếc. Trời ban diễm phúc, tưởng niềm vui bất tận. Đời này được làm mẹ Phật trong kiếp nhân sinh. Hôm nay con đã là Minh Sư, con thuyết giảng chân lý, lòng mẹ tự hào biết bao. Mệt nhọc vất vả ngày xưa cũng theo mây gió bay. Đây trên đường sư phụ đi lên chính điện, những khung cảnh này thì thấy không, đây là một vườn thông chỗ mở thiền thất năm nay tại Atlanta cho chợ. Giáng sinh và những ngày Tết hội tụ của chúng sinh là những ngày thiêng liêng của trời đất. Thì quý vị cùng với sư phụ mình cùng nhau là gì, tham thiền để cho quý vị lấy lại những sức lực mạnh mẽ để đối mặt với sự thật của kiếp làm người. Cuộc đời người giờ vô cùng ngắn ngủi, ta không có muốn luân hồi xuống nhân gian này là một con người gọi là bị luật nhân quả kiềm chế. Ta phải thoát nó ra cái luật nhân quả này. Sư phụ không muốn ai, không muốn luật nhân quả gọi là nắm bắt cái cuộc đời của mình. Cho nên bây giờ có xuống làm người như thế nào đi nữa cũng phải xuyên qua luật nhân quả. Cho nên sư phụ muốn thoát ly đó. Cho nên cái cớ duyên là ta muốn đi tu là như vậy đó. Thần thông của sư phụ là diệt trừ tất cả những bệnh vô minh của học trò của ta và những người đến với sư phụ. Thần thông của sư phụ là một loại thần thông đốt tất cả những gọi là nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp với những người nào đến với sư phụ, và ban cho họ một công đức và phước báo và nâng trình độ tâm linh của họ lên. Con làm mẹ vui như vậy.
mẹ là chúng sinh cả đời vất vả, sinh con đơn đau nuôi con lớn khôn, trời ban diễm phúc. Rộng bao la, bước chân viễn du đã mấy lần xuân qua. Quê hương dấu yêu chưa một lần trở lại. Phiêu lãng quay trời đi tìm nguồn ánh sáng. Giữa trời cao bao la, muôn trùng hy vọng. Trăng khuya lại tròn hỏi lòng mình chẳng có từ bao giờ, và cuộc đời ta sẽ về nơi đâu, nơi đâu, nơi đâu giữa mênh mông vời vợi. Rộng bao la, bước chân viễn du đã mấy mùa xuân qua. Miệt mài tìm nguồn ánh sáng, miệt mài tìm dòng âm thanh lay động cõi vô cùng. Đêm nay nhân gian là ngày tháng năm nào, cảnh giải thoát nơi đâu mênh mông vời vợi. Thượng Đế hỡi, xin người cho con cởi mây, cởi gió quay về cội nguồn giải thoát. Cung điện uy nga ánh sáng của Ngài có chứa được con không? Hy mã tái tê tiết lành trùng trùng, người nhân gian sao biết được niềm vui bất tận nơi hy mã. Đất trời rộng bao la, bước chân viễn du đã mấy lần xuân qua. Quê hương dấu yêu chưa một lần trở lại. Phiêu lãng quay trời đi tìm nguồn ánh sáng. Giữa trời cao bao la, muôn trùng hy Himalaya. Đêm nay vầng trăng khuya lại tròn hỏi lòng mình chẳng có từ bao giờ, và cuộc đời ta sẽ về nơi đâu, nơi đâu, nơi đâu giữa mênh mông vời vợi. Rộng bóng la, bước chân vào
xuân qua, miệt mài tìm nguồn ánh sáng, miệt mài tìm dòng âm thanh lay động cõi vô cùng. Hỏi lòng ta đêm nay cớ sao vầng trăng cứ tròn mà tình đôi ta bây giờ lại khuyên đời sau cứ vô tình.